lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển thì đối với pháp môn sâu xa mà phật đã dạy không bao giờ sanh nghi hoặc do dự khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch phật Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà Đại Bồ Tát bất thối chuyển, đối với pháp môn sâu xa mà Phật đã dạy, không bao giờ sanh nghi hoặc do dự. Phật dạy, này thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy hoàn toàn không thấy có một pháp nào có thể nghi hoặc do dự, đó là chẳng thấy có sắc, cũng chẳng thấy có thọ tưởng hành thức có thể sanh nghi hoặc do dự, chẳng thấy có nhãn xứ, cũng chẳng thấy có nhĩ tĩ thể thân ý xứ có thể sanh nghi hoặc do dự chẳng thế có sắc xứ cũng chẳng thế có thanh hương vị xúc pháp xứ có thể sanh nghi hoặc do dự chẳng thấy có nhãn giới cũng chẳng thấy có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới có thể sanh nghi hoặc do dự chẳng thấy có sắc giới cũng chẳng thấy có thanh hương vị xúc pháp giới có thể sanh nghi hoặc do dự chẳng thấy có nhãn thức giới cũng chẳng thấy có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới có thể sanh nghi hoặc do dự chẳng thấy có nhãn xúc cũng chẳng thấy có nhĩ tĩ thể thân ý xúc có thể sanh nghi hoặc do dự, chẳng thấy có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thấy có các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, có thể sanh nghi hoặc do dự chẳng thấy có địa giới, cũng chẳng thấy có thủy hỏa phong không thức giới có thể sanh nghi hoặc do dự, chẳng thấy có vô minh, cũng chẳng thấy có hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, có thể sanh nghi hoặc do dự. Chẳng thấy có bố thí ba la mật đa, cũng chẳng thấy có tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa có thể sanh nghi hoặc do dự chẳng thấy có pháp không nội cũng chẳng thấy có pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh có thể sanh nghi hoặc do dự Chẳng thấy có chân như, cũng chẳng thấy có pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế. Cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, có thể sanh nghi hoặc do dự. Chẳng thấy có bốn niệm trụ, cũng chẳng thấy có bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể sanh nghi hoặc do dự.